người khôn không bao giờ phạm phải 5 điều này. Mến chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với bài chia sẻ trên kênh Sách Nói Minh Triết. Quý vị và các bạn thân mến, ai chiến thắng mà không hề chiến bại, ai nên khôn mà chẳng dạy đôi lần. Nhiều người khâm phục sự khôn ngoan và chê bai những điều ngốc nghếch. Tuy nhiên, làm người sống ở trên đời có mấy ai dám vỗ ngực tự xưng ta đây toàn thắng. Khi tỷ phú giàu nhất hành tinh Bill Gates cũng đã từng nếm trải những thất bại cay đắng. Để có chiếc bóng điện hoàn hảo như ngày nay, Edison đã từng làm nổ hàng trăm chiếc bóng đèn. Như vậy, chiến thắng được dựng lên từ chiến trường của thất bại. Sau mỗi lần dại là một lần ta trưởng thành, khôn ngoan hơn. Thế nhưng, trong đời người lại có những cái dại mà nhiều người mắc phải nhưng không nhận ra. Thậm chí là đến khi bước sang cái tuổi xế chiều rồi mới nhận ra mình dại. Trong bài chia sẻ ngày hôm nay, Sách Nói Minh Triết xin được gửi tới quý vị và các bạn 5 điều mà người khôn ngoan không bao giờ phạm phải. Nghe để thay đổi cuộc đời, trở nên khôn ngoan hơn. Kính mời quý vị và các bạn hãy cùng lắng nghe và suy ngẫm. Người khôn không bao giờ phạm phải 5 điều này. Điều thứ nhất, kiếm tiền mua sức khỏe. Quý vị thân mến, hầu hết những người thành đạt và có sự nghiệp ấn tượng thường mắc phải một sai lầm lớn. Họ hiếm khi quan tâm đến sức khỏe cá nhân trong quá trình phấn đấu. Họ đổ mồ hôi và công sức vào công việc mà quên mất giữ gìn cơ thể. Cho đến khi sức khỏe bắt đầu suy giảm và họ phải trải qua những thời kỳ đau đớn và chi phí lớn để phục hồi sức khỏe. Khi vẫn còn, chúng ta có thể mơ mộng về nhiều điều. Nhưng khi mất, điều duy nhất họ mong chờ là có lại sức khỏe để có thể tận hưởng cuộc sống. Đôi khi, người ta dốc hết tâm trí và thời gian vào việc kiếm tiền, không để ý đến việc thưởng thức cuộc sống. Nhưng khi có quá nhiều tiền, chúng ta lại không biết phải làm gì với nó, và thậm chí không có cơ hội thực sự tận hưởng thành quả của mình. Câu chuyện của những tỷ phú như Steve Jobs là minh chứng sống động cho điều này. Kiếm được cả tỷ đô, nhưng lại phải trải qua những ngày cuối đời trong cảm giác đau đớn và bất lực chỉ để chờ đợi cái chết. Như vậy, việc cân nhắc và cân bằng giữa công việc và sức khỏe, cũng như giữa thành công về vật chất và tận hưởng cuộc sống, là điều rất quan trọng để không phải trả giá đắt hơn sau này. Thứ hai, bóp mồm bóp miệng xây nhà quá lớn. Nhiều người đổ hết của cải, tiền bạc, sức lực vào việc xây dựng một ngôi nhà lớn và xa hoa, coi đó như tác phẩm kiệt xuất của cuộc đời mình. Họ kiêng khem ăn không dám ăn, mặc không dám mặc, không dám tiêu pha, không dám hưởng thụ chỉ để có đủ tiền để xây dựng căn nhà rộng lớn. Nhưng chúng ta đừng quên rằng dù nhà có lớn đến đâu thì chỉ cần có 2 mét để nằm yên nghỉ, kể cả lúc nhắm mắt qua đời. Vậy thì to lớn hoành tráng để hưởng thêm được gì nếu không phải chỉ thêm lo toan, phiền toái. Một ngôi nhà nhỏ nhưng ấm áp còn quý giá hơn nhiều so với một căn biệt thự rộng lớn nhưng trống trải, vắng vẻ, không có hồn. Ngôi nhà được xây dựng để phục vụ cho con người, không phải để con người phải hy sinh hết mình để phục vụ cho nó. Vì vậy, không cần phải cố gắng quá mức để xây dựng một ngôi nhà quá to lớn, chỉ cần phù hợp với nhu cầu và khả năng tài chính hiện có. Bởi đôi khi, sự cố gắng quá mức lại dẫn đến những hậu quả không mong muốn và đau đớn không đáng có. Thứ ba, cho con cái tiền thay vì chăm sóc chúng. Đây có lẽ là sai lầm lớn nhất của những người làm cha làm mẹ, bởi hạnh phúc cũng là một bản thiết kế cần được chăm chút từng ly từng tí một. Hạnh phúc gia đình không thể tự mình lớn lên tươi đẹp mơn mởn được. Giống như khu vườn ngập tràn cây trái luôn cần một người biết chăm chút, tưới nước, bắt sâu. Con trẻ cũng vậy, lũ trẻ cầm tiền của bạn để tồn tại. Một dạng tồn tại đủ 3 bước, ăn, học, chơi, đủ trình tự, ăn, ngủ, nghỉ. Tuy nhiên, nếu bạn không cho chúng sự chăm sóc cần thiết, chúng sẽ không được sống một cuộc đời hoàn thiện. Nhiều người mải mê chật vật với cuộc sống này, ngoài đời là một người lãnh đạo tốt, một trưởng phòng được ca ngợi hết lời. Nhưng nếu họ là những ông bố bà mẹ tồi, thì là họ đã thất bại. Chẳng gì đau đớn hơn là thất bại trong chính ngôi nhà của mình, trong chính vai trò mà đáng ra mình phải làm tốt nhất. Cho nên, khôn ngoan đến mấy cũng là dại dột cả mà thôi. Thứ tư, ở càng trên cao thì càng cô đơn. Thưa quý vị, càng ở vị trí cao hơn người khác, càng có năng lực và quyền hạn lớn hơn những người bình thường, bạn sẽ càng cô đơn hơn. Đây là điều không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, nhiều người sống chỉ muốn được trèo cao, chỉ muốn được hơn người khác, chứ không bao giờ chịu đứng chung với những người thấp hơn. Thế nhưng, quý vị hãy nhớ đến những tòa tháp cao. Dân tháp thì rất đông đúc, đỉnh tháp lại chẳng có ai. Đó chính là cái giá của trách nhiệm nặng nề. Muốn có những thứ không ai có được, phải chịu được những thứ không ai gánh chịu được. Rất nhiều người chỉ nhìn vào kết quả. Quá trình của bạn có vất vả như nào thì cũng chẳng có liên quan đến họ. Suy cho cùng, người đời chính là sự cô đơn. Bạn càng hiểu sớm thì lòng sẽ càng thanh thản hơn. Thứ năm, nói 10 câu không bằng một việc làm. Chúng ta thích nói nhiều, thích giảng đạo, thích nói những thứ cao siêu giáo điều và tỏ ra là những người thấu tình đạt lý. Nhưng thực ra, cách duy nhất để trở nên sâu sắc chính là chứng minh mọi việc bằng hành động thay vì những lời nói sáo rỗng. Một việc làm bằng 10 câu nói. Đâu có ai đấu giá cho những câu nói hay hơn. Họ chỉ đấu giá cho những người, những vật xứng đáng. Vì vậy, đừng có dại khờ mà nói nhiều, lắng nghe ít. Cũng đừng có dại nói 10 mà chỉ làm 9. Quý vị nhé, quý vị thân mến, con người chúng ta sở dĩ mắc sai lầm là bởi lòng tham. Đôi khi, lòng tham chúng ta lớn đến mức chẳng màng đến cuộc sống của người khác. Cũng bởi vậy, nên chúng ta hay bị hút vào những cám dỗ của đời người mà không biết cách dừng lại. Sau đây là 3 cám dỗ lớn nhất của đời người nhất định phải tránh xa. 3 cám dỗ đời người nhất định phải tránh xa. Quý vị thân mến, bởi lẽ trên đời này có rất nhiều kiểu cám dỗ. Nếu không có phép tắc, kỷ luật của riêng mình, cứ chạy theo việc hưởng thụ vật chất, chỉ muốn lấp đầy dục vọng, con người sẽ rơi vào cạm bẫy càng lúc càng sâu. Và cuối cùng, không thể tự kéo mình lên được. Mà trên đời này, 3 thứ có sức cám dỗ lớn nhất của con người. Chỉ cần chìm đắm trong một thứ là tự nhiên có người đã tự rước bao nhiêu rắc rối vào mình. Còn nếu chìm đắm trong 2 thứ trở lên, hậu quả sẽ càng khó lường. 1. Cám dỗ của tiền tài. Có những cám dỗ mang tên tiền tài. Chúng ta không thể nào phủ nhận sức mạnh của tiền tài. Tiền tài luôn mang lại cho chúng ta một sức hút kỳ lạ. Lúc đầu, chúng ta nỗ lực kiếm tiền với những mục đích hết sức đơn giản và bình dị. Đó là chúng ta muốn một cuộc sống ấm no. Những người thân xung quanh chúng ta không cần phải cực khổ. Nhưng sau đó, đồng tiền ngày càng kéo chúng ta xa dần với mục đích tốt đẹp ban đầu của chúng ta. Mục đích kiếm tiền ban đầu dần dần biến mất. Chúng ta càng ngày càng muốn kiếm được nhiều tiền hơn để thỏa mãn những thú vui mà tiền tài mang lại. Để kiếm được nhiều tiền hơn, chúng ta bắt đầu bất chấp, không màng đến đúng sai, đi vào con đường lầm lỗi. Thế nhưng, trên thực tế, tiền có thể từ từ kiếm nhưng người thân, một khi mất đi, không còn liên lạc nữa. Đó sẽ là niềm tiếc nuối cả đời. Có một số anh chị em, khi bố mẹ còn sống, đã vô tình tranh giành tài sản ngay trước mặt song thân. Hành vi này không chỉ làm đau lòng những người sinh thành ra mình, mà còn đặt sẵn mối quan hệ ruột già vào trạng thái có thể đổ vỡ bất cứ lúc nào. Nhưng như vậy, đây có lẽ là cám dỗ lớn nhất mà ai trong chúng ta cũng muốn có. Nếu biết dứt ra, biết đổ và trân trọng số tiền mình đang có, thì cuộc sống có lẽ hạnh phúc hơn đấy, quý vị ạ. 2. Cám dỗ của danh vọng và quyền lực. Thực tế, cuộc sống không ít người vì cám dỗ danh vọng, quyền lực mà sa ngã, làm ra những điều sai trái. Ai ai cũng muốn bản thân mình được người khác kính nể, được nắm quyền lực trong tay, làm cho nơi nào cũng chỉ toàn ganh đua hơn thua. Lòng ham muốn chiến thắng được đẩy lên cao, và ai cũng muốn ở trên người khác. Ai cũng không ngừng tìm mọi cách, bất chấp mọi thủ đoạn để mình được ở trên cao. Dần dần, có người đánh mất bản thân của mình trong vòng xoáy danh vọng. 3. Cám dỗ của hưởng thụ, khoái lạc. Những thú vui hưởng lạc rất dễ khiến con người u mê, lún sâu vào, làm cho con người ngày càng sa ngã, trở nên tồi tệ. Lúc còn bé, cám dỗ hưởng thụ của mỗi chúng ta đến từ những viên kẹo bọc đường ngọt ngào, những món ăn vặt với đủ các màu sắc. Lớn thêm một chút, cám dỗ của sự hưởng thụ bắt đầu đa dạng và nhiều hình thái hơn. Chúng ta bị cuốn vào sự cám dỗ của mạng xã hội. Game tiếp theo là những thứ gây nghiện như rượu bia, cờ bạc, ma túy, sắc dục. Chúng có một sức hút kỳ lạ, khiến bao con người có thể vì nó mà thay đổi bản chất một cách nhanh chóng. Uống rượu vốn dĩ là bản chất không xấu, nhưng khi chúng ta uống rượu một cách không kiểm soát, uống đến mức nghiện ngập, thì lúc này việc uống rượu đã mất đi những bản chất tốt đẹp ban đầu vốn có. Cổ nhân có câu tham tiểu bất cố nhân nghĩa, nghĩa là những người nghiện rượu sẽ không quan tâm đến mình, đến người. Đó là chưa kể đến việc dựa vào lời ra. không kiểm soát được hành vi, lời nói còn dẫn đến những xung đột lời qua tiếng lại với người khác, khiến họ bị tổn thương, hại người rồi lại hại chính mình. Vì thế, nếu một người uống rượu mà không biết kiềm chế, cũng không quan tâm đến cảm xúc của người khác, tốt nhất là chúng ta nên tránh xa, bởi họ thực sự không đáng để chúng ta kết giao. Ngoài rượu, thì sống trên đời ai cũng thích cái đẹp, và đàn ông thích phụ nữ đẹp, phụ nữ thích đàn ông đẹp cũng là lẽ thường tình. Tuy nhiên, nếu một người không thể kiểm soát cảm xúc, đẩy lùi được sự cám dỗ của nhan sắc mà lún sâu vào cạm bẫy này, làm ra những việc không hợp với luân thường đạo lý, sớm muộn rồi cũng có ngày gặp chuyện. Người chìm đắm trong sắc dục thông thường không thể đẩy lùi được cám dỗ đến từ người khác. Vì thế, một khi đã bị mê hoặc một lần, sẽ dễ dàng tái phạm nhiều lần. Lâu dần, việc này không chỉ hại thân, mà còn làm tổn thương đến gia đình của đôi bên. Trong xã hội hiện nay, không thiếu những ví dụ cho vấn đề này, nhất là gần đây, nhiều nhân vật nổi tiếng vì không thể kìm nén được dục vọng của bản thân, làm nảy sinh những mối quan hệ mờ ám với người khác giới. Những hành vi này, sau khi bại lộ, đã gây ảnh hưởng vô cùng nghiêm trọng đến gia đình của đôi bên, thậm chí còn hủy hoại sự nghiệp, cuộc đời của chính họ. Tiếng xấu mãi mãi không bao giờ gột rửa cho sạch được. Thưa quý vị, tịnh chung lại, tất cả những thứ mang lại cho chúng ta những lạc thú đều có tiềm ẩn. Nếu không kiểm soát được dục vọng, không dùng lý trí để điều khiển chúng, chúng ta sẽ bị chúng thao túng và rơi xuống vực thẳm của cạm bẫy. Càng vùng vẫy lại càng lún sâu, khó có thể thoát ra được. Quý vị thân mến, vậy mới nói, người càng nhiều dục vọng thì tâm càng loạn, tai họa càng nhiều. Con người khi sinh ra, đến với thế gian này đều là trần truồng, đều không mang theo thứ gì hết. Hết thảy của cải vật chất mà chúng ta tích lũy trong đời lại đều là vật ngoại thân, khi chết chẳng mang theo đi. Đối diện với sinh tử, con người chỉ là những hạt bụi. Thế nhưng, trên đường đời, người ta vẫn thường bị rất nhiều cám dỗ hấp dẫn, bị rất nhiều dục vọng lay động. Trong xã hội hiện đại này, rất nhiều người còn xem dục vọng là bản năng của con người, là động lực sống, đến nỗi miệt mài theo đuổi. Dục vọng của con người bao gồm rất nhiều phương diện khác nhau, từ ăn uống, hưởng thụ vật chất tới danh lợi, sắc, quyền thế, tình cảm. Một người, nếu không biết cách tiết chế dục vọng của bản thân mình, không có chừng có mực, thì cả đời người ấy cũng chỉ là quá trình tìm kiếm sự thỏa mãn những tư dục không ngừng sinh ra mà thôi. Chỉ những người trí tuệ, thanh tâm quả dục mới hiểu được đạo lý đơn giản là phúc, thấy đồ thường vui, từ đó mà thấy được bình thản mới là trạng thái đúng đắn của con người. Thời cổ đại, con người đều có đạo đức tương đối cao. Đối với việc tiết chế dục vọng, người xưa có rất nhiều lời giảng hàm chứa đạo lý sâu sắc. Lưu An thời nhà Hán từng nói, một điểm ham muốn không được kiềm chế thì hậu quả sẽ ngập trời. Hay, nhiều dục vọng sinh ra tai họa. Hàn Phi Tử thời Chiến Quốc giảng, người nào mang theo dục vọng nhiều, tâm ắt sẽ loạn. Tâm loạn thì dục vọng càng mạnh mẽ. Dục vọng càng mạnh mẽ khiến tà tâm chi phối. Tà tâm chi phối làm cho cách hành xử về rối loạn. Hành xử rối loạn chắc chắn sẽ sinh ra tai họa. Sử học gia thời nhà Tống, Tư Mã Quang viết, quân tử mà ham muốn nhiều thì sẽ trọng vật chất và lạc sang đường tà. Kẻ tiểu nhân tham dục thì sẽ vì truy cầu phú quý mà tán gia bại sản và mất mạng. Ngụy Xưng thời nhà Đường viết, tự biết được ham muốn của mình thì ắt sẽ biết cách tự tiết chế bản thân. Mạnh Tử cũng nói, tu tâm chẳng qua chính là kiềm chế dục vọng. Tất cả những danh ngôn này đều khuyên mọi người không nên nảy sinh quá nhiều dục vọng, không dung túng dục vọng, cũng như không được đam mê dục vọng. Có câu vô dục ta cương, không mang dục vọng thì có thể giữ mình cương trực. Phần lớn người ta không cương là bởi vì đằng sau có dục cản trở, gây khó dễ. Dục vọng làm suy nhược ý chí con người. Một người có ham muốn càng lớn thì càng áp lực nhiều. Dục vọng càng mạnh thì càng dễ bị ràng buộc chặt hơn. Khi đã rơi vào vực thẳm dục vọng thì người ta sẽ không thể thoát ra được. Khi ấy, dục vọng sẽ ăn mòn ý chí, làm sa đoạn lương tri và hậu quả là biến người ấy thành nô lệ của ham muốn. Con người tựa như một bình nước. Đổ nước bẩn vào thì sẽ được gọi là bình nước bẩn. Đổ nước sạch vào thì chính là một bình nước sạch. Ham muốn, một khi nhiều lên, thì biết làm sao đây? Trong cuộc sống hiện thực, có rất nhiều người đã vì dục vọng mà thương thân hại danh, đánh mất uy tín và nhân cách của bản thân. Khi tâm của một người chứa đầy lợi ích cá nhân, thì người ấy không thể có một nhân cách tốt đẹp hay ý chí mạnh mẽ được. Trong thế gian tràn ngập cám dỗ này, để đạt được cảnh giới vô dục thì thật là khó. Nhưng băng dày 3 thước chẳng thể do cái lạnh một ngày. Người ta có thể nhận thức ra, dần dần giảm bớt dục vọng của bản thân. Ít đi một chút ham muốn thì tâm tư càng ung dung thoải mái. Ít đi một chút truy cầu thì tâm trí càng thêm kiên cường mạnh mẽ hơn. Khi đã có thể tĩnh lặng như nước, thì người ta có thể sẽ quét sạch bụi trần và sống với lòng biết ơn. Một người, khi mang trong mình đức tính khiêm tốn, thì có thể tiếp thu nhiều ý kiến khác nhau mà trở nên vĩ đại trí tuệ. Một người, khi không mưu cầu điều gì và không tranh đấu với người khác, thì người ấy sẽ cũng giống như những vách núi sừng sững, cao tận trời xanh. Biển vì có thể dung nạp 100.000 con sông mà trở nên rộng lớn. Vách núi 1000 trượng sừng sững, vì không mang dục vọng mới có thể giữ mình cương trực. Một người, khi không mang theo ham muốn, thì phẩm chất sẽ tự trở nên cao đẹp. Khi không có dục vọng, con người sẽ có ý chí mạnh mẽ và trí tuệ được khai thông. Khi không bị lợi ích chi phối, con người có thể sẽ tìm được phương hướng trong cõi mê này. Nó cũng khiến con người luôn lý trí ở trong mọi cám dỗ mà bảo trì được tâm thái thanh tịnh, không đánh mất mình. Vô dục tác cương là một cảnh giới trong tâm linh cao thượng. Một người nếu vô dục thì tâm sẽ an, nhân phẩm sẽ giống như cây tùng, cây bách, mặc cho mây đen xoay vần, vũ bão quay cuồng, cũng vẫn vĩnh viễn đứng thẳng trong thế gian mà không bị gục ngã. Quý vị thân mến, chắc hẳn ai trong chúng ta cũng đã từng nghe rằng mong muốn càng ít thì hạnh phúc càng nhiều. Hay như biết đủ chính là cách nắm giữ hạnh phúc trong tay. Tuy đây là những câu nói tưởng chừng như đã cũ, nhưng chúng luôn chứa đựng những lời dạy mới mẻ mà có thể chúng ta chưa biết được hết. Cuộc sống đầy đủ về vật chất, nhiều khi lại đem đến cho con người lòng ganh tị, khi thấy mình không có những thứ mà người khác có, trong khi thực sự bản thân không cần đến đó. Càng có, ta lại càng muốn sở hữu nhiều hơn. Chỉ đến khi ta học được cách để đơn giản hóa mọi thứ, học cách buông bỏ, lúc ấy ta mới có thể thấy thực sự đủ đầy và hạnh phúc. Cổ đức từng dạy, cao ốc ngàn gian, đêm nằm ngủ cũng không quá 2 mét, ruộng tốt vạn khoảnh, người ăn cũng không quá 3 bữa. Vậy hà cớ gì ta không biết đủ, mà phải lao tâm khổ tứ tìm cầu nhiều thứ như thế? Vậy nên, biết đủ là một loại phúc. Tục ngữ cổ có câu, người tham lam sẽ muốn ngày càng nhiều, giống như con rắn muốn nuốt lấy cả con voi. Một người, nếu không biết đủ thì ngay cả khi có một khối tài sản khổng lồ, họ vẫn cảm thấy thiếu. Lão Tử lại viết, chi túc, hằng túc hỷ, nghĩa là người biết đủ thì sẽ vĩnh viễn không thấy thiếu thứ gì. Ngày 3 bữa cháo loãng chính là hưởng phúc. Triều đại nhà Minh có một vị tiên sinh dạy học, gia cảnh bần hàn nhưng mỗi ngày đều dâng hương bái lễ cảm tạ trời danh ban phúc. Vợ của ông nghĩ mãi mà không hiểu, liền hỏi, một ngày 3 bữa đều là húp cháo loãng, sao có thể tính là hưởng phúc? Vị tiên sinh này trả lời, sống ở nơi thái bình, không có chiến sự, thảm họa, đó là cái hạnh phúc lớn nhất. Hàng ngày có quần áo mặc, có cái ăn, không đến mức đông chiều lạnh đói không có gì ăn, là cái hạnh phúc lớn thứ hai. Trong người không có bệnh tật, không có tai họa trong lao ngục, không có tội nhân, là cái hạnh phúc lớn thứ ba. Chúng ta có cả 3 thứ ấy rồi, chẳng phải là phúc sao? Nhiều người nhìn vị tiên sinh này thường cho rằng ông không thành công, nhưng ông lại tự thấy mình hạnh phúc, bởi vì trong lòng ông biết đủ. Niềm hạnh phúc của ông đến từ góc độ tương đối. Có câu rất hay rằng, đừng khóc vì không có giày đi, bởi vì có người còn không có chân để đi giày. Bởi vậy mới nói, biết đủ thì người nghèo khổ cũng vui, không biết đủ thì người giàu sang cũng u buồn. Ở vào cùng một tình cảnh, chúng ta chỉ cần thay đổi góc nhìn, thay đổi cái tâm của mình, thì tình cảnh cũng tự nhiên thay đổi. Biết đủ chính là quý trọng hết thảy những gì đang có ở hiện tại. Chúng ta đừng nên nghĩ mình thiếu những gì, mà nên nghĩ nhiều về những thứ mình đã có. Nếu không quý trọng, thì những thứ đang có hiện tại cũng rời bỏ chúng ta mà đi. Cách tránh được tai họa chính là coi trọng phúc phần mình đang có. Ví như sinh mệnh và sức khỏe là tài phú lớn nhất của mỗi người, nhưng mọi người lại thường xem nhẹ, đến lúc sắp mất đi rồi mới thấy hối tiếc, thì đã muộn. Cho nên, đại nạn không chết, bệnh nặng mà khỏi, sẽ khiến con người cảm nhận rõ rệt được. Biết đủ khiến niềm hạnh phúc tăng lên gấp bội. Trái lại, không biết đủ mà tham lam, sẽ dễ dàng bị lầm đường lạc lối, khiến tai họa không nên có ập đến. Vậy cổ nhân coi thế nào là đủ, thế nào là tham? Chữ Hán là một loại chữ tượng hình, tức là thông qua hình tượng mà người ta có thể đoán được ý nghĩa của nó. Trong tiếng Hán, chữ dụ nghĩa là đầy đủ, dư dật và dục nghĩa là tham muốn, là hai chữ đồng âm và có cấu tạo gần giống nhau, nhưng hàm nghĩa và ý nghĩa của chúng lại trái ngược nhau. Trải qua những năm tháng lịch sử, chúng ta biết rằng Trung Hoa cổ đại là đất nước nông nghiệp. Tổ tiên của người Trung Hoa thông qua trồng trọt, cày cấy mà có cái ăn cái mặc. Cũng bởi vì thế mà người Trung Hoa xưa rất quan tâm đến sự thay đổi của thời tiết, nên ở khắp mọi nơi người ta đều tổ chức lễ hội, tế lễ thần linh. Họ làm như vậy là mong được mưa thuận gió hòa, mong được có mùa màng bội thu. Người cổ xưa sống đạm bạc, nhưng lại vô cùng vui vẻ và thư thái. Họ cho rằng cuộc sống như vậy đã là giàu có, dư dật. Bởi vậy, ngay từ chữ dư dật, đầy đủ, dụ đã nói lên tất cả ý nghĩa. Như thế nào là dư dật và sung túc? Ăn no mặc ấm thì liền cảm thấy vui vẻ hạnh phúc, nên phải cảm ơn ân đức của thần linh. Điều này cũng giống với đạo lý mà người xưa thường nói, thấy đủ thường vui. Nhìn một chút về cuộc sống của con người ngày nay, có thể thấy việc ăn no mặc ấm đã sớm đạt được rồi. Rất nhiều người không chỉ còn là ăn no mặc ấm, mà còn có điều kiện ăn ngon mặc đẹp. Nhưng như thế vẫn chưa thỏa mãn được dục vọng của con người. Vì vậy mà con người vẫn luôn cảm thấy không vui. Đây hết thảy đều là do chữ dục mà thành. Từ chữ dục có thể thấy rõ ý nghĩa này. Chữ dục là cho chữ cốc ngũ cốc lúa gạo kết hợp với chữ khiếm thiếu, không đổ, tạo thành. Điều đó ngụ ý rằng dù đã có đủ thực phẩm để ăn no rồi, nhưng vẫn còn cảm thấy thiếu thốn, thì đó chính là không biết đủ, tham muốn nhiều hơn nữa. Kỳ thực, dục vọng của con người là vô cùng vô tận. Nếu một người không học được biết đủ, không tu tỉnh lại bản thân, chỉ mãi chạy theo dục vọng thì sẽ có ngày mất mạng. Đúng như người xưa giảng, thấy đủ thường vui, ham muốn quá nhiều thì mất mạng. Vậy nên, sống ở đời mới có nhiều bài học khuyên dân chúng ta nên sống đơn giản, biết đủ thì cuộc sống mới bình thản, hạnh phúc được. Người thực sự thông minh là người sớm đã hiểu ra được rằng quan tâm tới người khác không bằng đầu tư cho chính mình. Trong mắt không có ai chính là lựa chọn thông minh nhất. Đời người ngắn ngủi, năm tháng không dài. Thay vì sống trong mắt người khác, chi bằng hãy sống trong tim của chính mình. Thay vì khiến mình tủi thân chỉ để người khác vui, chi bằng luôn bình thản mà sống và tự tại. Sau đây là cách sống của người bản lĩnh, học hỏi để khôn ngoan hơn. Cách sống của một người bản lĩnh, không giải thích, không nịnh bợ, không bám lấy. Giải Nobel năm nay vừa lắng xuống. Một nhà văn nổi tiếng người Nhật Bản một lần nữa trở thành trung tâm của nhiều cuộc thảo luận sôi nổi. Giải Nobel văn học năm nay không thuộc về ông mà thuộc về nhà thơ người Mỹ. Nhiều fan hâm mộ không thể chấp nhận được kết quả này, cho rằng ông đã phụ sự mong đợi của họ. Còn ông thì vẫn vậy, không chút động thái. Nhiều năm trước, ông đã từng chia sẻ về suy nghĩ của mình về giải Nobel, chỉ cần có tên là một giải thưởng. Từ giải thưởng Viện Hàn Lâm đến giải thưởng Nobel văn học, ngoại trừ những giải thưởng đặc biệt mà tiêu chí đánh giá chỉ giới hạn ở những con số, thì bằng chứng khách quan về giá trị hoàn toàn không tồn tại. Rất nhiều người cho rằng ông kiêu ngạo, ngông cuồng, không xem giải Nobel ra gì. Nhưng càng trải đời nhiều, càng hiểu ra rằng thái độ không để ai trong mắt này, thực ra lại là một loại trí tuệ rất hiếm có. Cuộc sống trước giờ luôn là của mình, không liên quan gì tới người khác, không giải thích, không nịnh bợ, không bám lấy, mới là cách sống cao cấp nhất của một người trưởng thành. Người không hiểu bạn không cần giải thích. Tác giả của cuốn sách có tựa đề Việc Làm Mềm Dẻo từng nói, trong cuộc sống của chúng ta, gặp được tình yêu, gặp được tình dục không phải là chuyện hiếm. Cái hiếm là gặp được sự thấu hiểu. Con người với nhau khó nhất là chính là hiểu được nhau. Một kiến trúc sư rất nổi tiếng của Trung Quốc đã từng được Tổng thống Pháp chỉ định là người thiết kế dự án tái thiết bảo tàng Louvre. Khi đó, hầu hết các thành viên trong viện thiết kế đều phản đối quyết định này. Nhưng Tổng thống Pháp vẫn kiên quyết với sự lựa chọn của mình. Họ đã tìm đủ mọi cách làm mất uy tín ông kiến trúc sư. Có người đi tuyên truyền rộng rãi rằng ông sẽ hủy hoại cả Paris. Một số người lại đặt điều với bản thiết kế của ông, rồi đi tuyên truyền với nhiều người không hiểu gì về lĩnh vực này rằng đây là thứ quỷ quái gì vậy. Những người dân Pháp vì bị giật dây nên càng ngày càng trở nên kích động. Một ngày nọ, khi đang đi trên đường phố Paris, một người phụ nữ đã cố tình mắng mỏ ông kiến trúc sư. Nhưng ông chỉ mỉm cười và đi qua. Ông không vì sự hiểu lầm của người khác mà nổi giận, cũng chả muốn tốn thời gian đi thanh minh hay bao biện, chỉ chuyên tâm cho công việc của mình. Sau này, ông đã sử dụng thiết kế kim tự tháp để biến Louis trở thành một trong những tòa nhà đáng tự hào nhất của người Pháp. Đây chính là đáp án tốt nhất dành cho những ai hiểu sai về ông. Một nhà văn từng viết thế này: lúc trước, luôn cố gắng đi giải thích, đi làm rõ tới cùng là vì sợ. Sợ đắc tội với người khác, sợ mình bị hủy hoại, sợ những cảm xúc cứ mãi lung lay ấy. Hiện tại, không giải thích, không lý luận, vẫn sợ, nhưng là sợ lãng phí thời gian quý báu của mình, sợ ảnh hưởng tới khát khao muốn tận hưởng cuộc sống của mình. Khi còn trẻ, chúng ta luôn thích đi giải thích, sau này mới hiểu ra, sự giải thích của bạn chưa chắc đã đổi lại được sự thấu hiểu. Người hiểu bạn không cần giải thích, người không hiểu bạn không đáng để giải thích. Cứ làm tốt việc của mình, thời gian rồi sẽ chứng minh tất cả. Người không quan tâm bạn không cần nịnh bợ. Trong một cuốn sách từng viết, người thực sự quan tâm bạn, họ sẽ thích cái dáng vẻ kiêu ngạo và hết mình của bạn, chứ không phải cái dáng vẻ cố tỏ ra khiêm tốn hay gồng mình lên để hòa hợp của bạn. Thứ tình cảm mà cần bạn phải hạ thấp cái tôi của mình, gồng mình lên để hòa hợp, để làm người ta vui, nhất định sẽ không dài lâu. Một mối quan hệ mà cứ khiến bạn phải cẩn thận, dè dặt từng chút một để duy trì, nhất định sẽ không bền sâu sắc. Trong bộ phim của anh có tên Một thuở tình thơ, có một phân đoạn rất ấn tượng như này: vào một buổi chiều đầy nắng, Bit chuyển đến thị trấn nhỏ của bố mẹ và trở thành hàng xóm của Julie. Julie đã yêu Bit ngay từ cái nhìn đầu tiên, và tình cờ hơn nữa. Sau đó họ trở thành bạn học của nhau. Trang trại của gia đình Julie nuôi rất nhiều gà. Để đến gần hơn với Bit, Julie trao trứng tươi cho gia đình họ vào buổi sáng. Vốn dĩ nghĩ Bit sẽ có ấn tượng tốt với Julie vì điều này. Dù sao thì những người hàng xóm khác đều phải bỏ tiền ra mua cả. Cho đến một ngày, khi giao trứng xong và chuẩn bị rời đi, Julie quay lại và thấy Bit đang chuẩn bị ném trứng đi vào thùng rác. Khi Julie nói muốn biết lý do, Bit đã trả lời rằng bố tôi nghĩ chuồng gà nhà bạn bẩn, sợ bị nhiễm khuẩn salmonella nếu ăn trứng đó của nhà bạn. Và tất nhiên, những gì mà Julie cố gắng bỏ ra, Bit đều chẳng cho vào đầu. Thông qua chuyện này, Julie đã thấu tỏ lòng Bit và dứt khoát quên cậu nhóc ấy đi luôn. Bỏ ra nhưng lại không nhận lại được tấm chân tình tương xứng từ đối phương. Có những người, có đối tốt với họ tới đâu cũng vô dụng. Trong một chương trình truyền hình thực tế, một thí sinh tham gia chương trình đã nói rằng kể từ sau khi nổi tiếng, bản thân cô cũng đọc được rất nhiều bình luận tiêu cực. Cô bình thản nói, dù đọc xong cảm thấy rất tổn thương, nhưng đó cũng khiến cô suy ngẫm rất nhiều. Cuối cùng, tôi muốn nói với tất cả những người không thích tôi một câu rằng, tôi cũng không thích bạn. Một câu tôi cũng không thích bạn nói ra tiếng lòng của biết bao người. Trong cuộc sống, người đến người đi. Có người thích bạn, tự nhiên cũng có người chẳng buồn để ý tới bạn. Việc của bạn là không cần để ý, cũng chả nhất thiết phải gồng mình lên để hòa hợp hay nịnh bợ. Cũng giống như một kịch dịch giả từng nói, thế giới là của mình, nó chả liên quan tới những người khác. Đời mình thì bản thân mình, chính mình là nhân vật chính, những người khác chỉ là phong cảnh bên đường. Thay vì cố gắng với lấy cái hạnh phúc bằng cách làm hài lòng người khác, chi bằng sống cuộc sống của mình thật nghiêm túc. Nhóm không thuộc về bạn, không cần bám lấy. Không biết bạn từng có cảm giác như này không? Cảm giác như bất kể có sống thế nào thì chúng ta cũng bị ràng buộc vào một nhóm người nào đó rồi, ít hay nhiều, vì để hòa nhập vào, vì muốn biến mình trở nên phù hợp với kỳ vọng của mọi người. Chúng ta tự tạo cho mình áp lực với người ta mà không biết cái nhóm mà không hợp với mình. Cố tình chen vào cho bằng được cũng chả đem lại tác dụng gì. Nhớ ngày còn đi học đại học, ở lớp có một cô bạn. Vì bạn ấy hơi mũm mĩm nên các bạn cùng phòng không thích. Mỗi lần đi ăn hay đi đâu đó, đều cố tình né không rủ của bạn ấy. Nhưng cô bạn ấy lại cứ muốn tạo mối quan hệ tốt đẹp với các bạn cùng phòng. Cứ có thời gian là giúp mấy người kia dọn dẹp. Cuối tuần thì mời họ ăn cơm. Dần dần cô ấy tưởng rằng mình đã hòa nhập được, đã trở thành bạn bè của họ. Cho tới một ngày cô ấy nghe được cuộc đối thoại của một bạn học với một người bạn cùng phòng. Quan hệ của các cậu với cô bạn mập kia dạo này khá tốt đấy nhỉ? Cô bạn cùng phòng kia nói với giọng khinh khỉnh, còn lâu nhá, Chẳng qua là bạn ấy nhiệt tình quá, bọn tớ không nỡ từ chối đấy thôi. Kể từ sau đó, cô ấy không còn muốn lãng phí thời gian đi tạo mối quan hệ với mấy người kia. Tập trung vào chuyện học hành, có kỳ nghỉ sẽ xin đi thực tập. Năm tư đại học, cô ấy cứ như vậy, vừa bị bạn cùng phòng cô lập vừa âm thầm nỗ lực học tập. Sau này, khi cả lớp họp mặt, hỏi han lẫn nhau, được biết cô ấy giờ đã là quản lý cấp cao của một doanh nghiệp nước ngoài có tiếng, ai nấy đều rất ngưỡng mộ. Thực ra, có nhiều khi những mối quan hệ xã giao không đông, ngược lại, không bằng ở một mình nhưng mà chất lượng. Nhóm không thuộc về bạn, không cần cố mà bám vào. Dành thời gian cho bản thân mới không ngừng nâng cao được bản thân. Sống là chính mình, trong mắt không có ai chính là phương pháp sống cao cấp nhất của người trưởng thành. Rất nhiều khi chúng ta buồn bã, thất vọng, chán nản, chẳng qua cũng chỉ vì quá để ý tới con mắt của người khác, luôn sống trong mắt và miệng của người đời. Người thực sự thông minh là người sớm đã hiểu ra được rằng quan tâm tới người khác không bằng đầu tư cho chính mình. Trong mắt không có ai chính là lựa chọn thông minh nhất. Cũng giống như một vị giáo sư từng nói, chúng ta hoàn toàn có thể sống là chính mình, sống có bản sắc riêng một chút, sống thật hơn một chút. Đó mới là sự thiện đãi và chân thành với chính bản thân. Đời người ngắn ngủi, năm tháng không dài. Thay vì sống trong mắt người khác, chi bằng hãy sống trong tim của chính mình. Thay vì khiến mình tủi thân chỉ để khiến người khác vui, chi bằng luôn bình an mà sống thật và tự tại. Quý vị thân mến, đời người ngắn ngủi, mấy ai biết cách sống sao cho buông thư thanh thản. Mỗi người một nhịp sống, người hối hả, người chậm rãi, tự hỏi, đi đến cuối đời có ai không nhận ra rằng bình thản mà buông bỏ những điều trước kia thì đã có nhiều thời gian hơn. Cuộc sống là vậy, con người chỉ thấy được cái lợi trước mắt mà không nghĩ nhiều đến mai sau. Đôi khi đánh mất đi điều quý giá rồi, thời gian mới dạy cho ta rằng sống thực tại có ý nghĩa lớn lao đến nhường nào. Vậy nên, nếu có thể bình thản đón nhận mình cũng không hoàn mỹ, thì không cần bận rộn tô điểm. Nếu có thể thừa nhận mình không hề vĩ đại, thì không cần gấp gáp chứng minh. Nếu có thể buông bỏ các kiểu thành kiến của mình, thì không cần ồn ào phản bác. Nếu có thể không bận tâm người khác nhìn mình ra sao, thì không cần mệt nhọc khiếu nại. Nếu có thể chậm nửa nhịp, tĩnh nửa khắc, cúi nửa đầu, thì có thể luôn luôn mỉm cười. Nếu được như vậy, thì sẽ có thể bình thản mà sống, không hận thù, không tham sân si, và sẽ có thật nhiều thời gian để hoàn thiện mình. Quý vị nhé! Và như thường lệ, trong phần cuối của bài chia sẻ ngày hôm nay, kính mời quý vị và các bạn hãy cùng lắng nghe chuyện ngắn của tựa đề Những đứa con của gió. Gió gầm gào cuồn cuộn, đổ xô xuống sườn tây của dãy Trường Sơn hùng vĩ. Gió hồn hển, vượt đèo, băng suối, luồn lách hối hả qua những tán cổ thụ đại ngàn. Gió men theo nhánh nối, xoáy mình ra biển Đông, đắc thắng, phi nhanh xuống đồng bằng. Nhọc nhằn của cuộc trường chinh đã khiến gió Nam Lào, lúc vượt khỏi sườn Đông, hóa ra hung hăng, cáu kỉnh. Suốt từ tháng 5 đến tháng 9, gió nóng hầm hập, gió khô khốc, những lốc gió xoáy tròn, giật trái, giật phải, dày vò không thương tiếc mọi vật cản trên đường. Đường xá mổ bụi, nhà cửa mổ bụi, đồng lúa con gái đương thì, bón bao nhiêu phân vẫn cứ sặc sỡ đỏ quạch. Gió thổi mở mắt, rát mặt khách đi đường. Chỉ đến đêm, gió mới tạm dừng cơn cuồng nộ. Gió mệt nhoài, thiếp ngủ, để vạn vật kịp hoàn hồn, chuẩn bị sức lực chịu đợt tra tấn kế tiếp vào rạng đông. Khi những trận mưa dầm đổ xuống, cũng là lúc gió Tây Nam bắt đầu đuối sức. Gió trở nên hiền hơn, dịu dàng hơn, như muốn an ủi, lưu lại chút tình với người, với đất, trước khi xếp dọn hành trang, giã biệt đồng bằng. Nhưng không, đó chỉ là sự lắng dịu, ve vuốt tạm thời của một cuộc bàn giao. Bởi khi gió Tây Nam vừa im tiếng, thì đã thấy lờ mờ cái hơi ướm buốt giá khẽ khàng của ngọn gió mùa Đông Bắc trong màn mưa sần sật trắng trời. Gió bấc đổ về mỗi lúc một mạnh thêm, không quay cuồng, đỏng đảnh. Gió bấc cứ hun hút, triền miên cả ngày lẫn đêm, mang theo hơi lạnh của miền cực Bắc, như cứa ruột gan người. Gió làm tím tái tay chân, làm khô nẻ những bờ môi thiếu nữ. Gió đuổi đàn chim di cư, sải cánh mau hơn về phương Nam. Đêm đêm, gió rít qua mái nhà, rên rỉ, ca vang bài ca bất tuyệt về nỗi gian truân của kiếp người. không phải lúc nào gió cũng bão cuồng dữ dội. Cuối xuân, đầu hạ, gió nồm mát rượi, đổ về trên sóng lúa dập dờn xanh. Những cánh diều trao lượn, những chiếc trong chóng quay tít mổ, thật bình yên. Như rồi cũng chỉ là những khoảnh khắc bình yên, những khoảnh khắc mong manh như chút bình yên của cuộc đời. Làng tôi từ xa xưa đã có tên gọi làng gió. Tương truyền, tổ tiên của họ Vũ là thần gió. Những đứa trẻ mang họ Vũ khi bắt đầu tuổi ăn tuổi chơi đều được nghe kể rằng bà tổ 9 đời của dòng tộc là cô gái mồ côi, không cha không mẹ. Ngày ngày, nàng phải ra bãi mò cua, bắt ốc để kiếm cái ăn. Thuở ấy đất rộng người thưa, cồn bãi suối khe còn hoang vu. Bóng người cô gái nghèo khổ cứ suốt ngày lang thang cùng với gió. Nàng có giọng hát tuyệt hay. Khi nàng cất tiếng hát, vạn vật như sững sờ, vũ trụ như chết lặng, và những con thú dữ gặp nàng cũng trở nên hiền như đất. Nàng đâu biết rằng cả thần gió cũng bị mê hoặc bởi những thanh âm kỳ diệu kia. Những cơn gió rồ hung hãn, bao cuồng cách mấy, cũng phải dịu đi, nguôi đi cơn tức tối trước giọng ca nàng. Rồi đến một ngày, thần hóa thân làm chàng trai dũng mãnh đến gặp nàng, thổ lộ tình yêu, như những thỏi nam châm trái chiều, chỉ chờ dịp lao vào nhau. Mối tình giữa họ cũng nảy nở chóng vánh, cũng hừng hực đam mê, cũng bão cuồng như nhịp phi của gió và đằm thắm, ngọt ngào như lời ca của cô thôn nữ đương thì. Cuộc giao hoan thần thánh diễn ra vào một đêm không trăng, giữa cồn bãi mênh mông, đong đầy những lời du của gió. Người đàn bà thiếp đi ngập tràn hạnh phúc, và trong giấc mơ, tai nàng còn nghe văng vẳng lời thì thầm từ không trung: ta để lại cho nàng đứa con trai thần gió, còn chúng ta sẽ trở thành ông tổ của một vọng tộc đất này. Hãy cố gắng nuôi dưỡng nó, vinh quang và hạnh phúc đang chờ nàng. Cũng tương truyền, cô tổ đời thứ 8 ra đời vào một ngày mưa to gió lớn. Bàn tay trái của cô có dấu son in hình chữ Vũ. Cô bảo với lấy chữ Vũ làm họ cho con. Vũ tộc khởi nguồn từ đó, và sau này, những thành đạt vinh quang cũng như những đau thương mất mát của dòng họ đều khởi nguồn từ một chữ Vũ tiền định. Người họ Vũ, dẫu có tha hương hay cơ ngụ trốn quê nhà, vẫn luôn nhớ mình là những đứa con của thần gió. Tôi sinh ra đời vào một buổi trưa tháng 5, một buổi trưa hầm hập, những cơn gió lào rát bỏng. Chưa khi nào gió lào tháng 5 lại dữ dội đến thế. Không trung quằn quại, bị bóp nghẹt rồi vỡ bung theo tiếng gầm gào của gió. Người ta đóng kín các cửa, nhưng gió vẫn luồn lách theo ống vắng, theo những kẽ hở mái nhà, rít u u, sộc vào miệng mũi đứa trẻ sơ sinh vừa lọt lòng mẹ, đang hấp háp những hớp không khí cho phản xạ hô hấp đầu đời. Giấy khai sinh tôi mang tên Vũ Đại Phong. Đại Phong là gió lớn, và cuộc đời tôi cũng có sóng gió chẳng kém cái tên mang đầy những dự cảm tiền định kia. Vừa tròn 3 tháng tuổi, mẹ tôi bệnh mất. Bố tôi cũng như người già đi vì nỗi đau, ôm tôi trong tay. Ông ngồi lì bên quan tài vợ, nhìn chăm chăm ngọn nến hồng leo lét. Mắt ông giáo hoành, trong mắt in hình những giọt nến trải dài, đông cứng trên mặt ván. Chôn cất mẹ tôi xong, có người bà con xa ngỏ ý xin tôi về nuôi. Tròn xóm cho là ý hay, cố sức nói vào. Thật bất ngờ, bố tôi từ chối. Ông lạnh lùng: nó mang họ Vũ, là con cháu của thần gió, nó phải lớn lên cùng với gió. Như để hưởng ứng lời bố, ngọn gió ngoài trời chợt lồng lên, lao sao đắc thắng như ngàn con tuấn mã hí vang một góc trời. Mới 4-5 tuổi đời, cái tuổi đang thời sung mãn, nhưng bố tôi không chịu tục huyền. Ông lẳng lặng làm việc, chịu đựng nhọc nhằn để nuôi nấng anh em tôi. Ông chịu đựng nhọc nhằn với một nghị lực hung bạo, tàn nhẫn. Và tôi, thằng Vũ Đại Phong, đã lớn lên, đã trưởng thành từ đôi tay chai sạn của bố, từ những bát cơm mặn mồ hôi bố, từ chiếc roi mây dài mà bố sử dụng không nương tay mỗi khi tôi tỏ ra yếu đuối, đớn hèn. Gia phả họ Vũ ghi rằng cụ tổ đời thứ 4 là một võ tướng lừng lẫy. Những con trai ông, cụ tổ đời thứ 3, lại không mê truyền đao thương côn quyền. Cụ Ba Đại chọn nghiệp văn dương, cụ đã từng leo chóng đi thi, đậu tiến sĩ, được bổ chức hàm lâm tu thư, làm việc tận kinh đô, trốn quan trường, 4 no cơm ấm cật, bình thân thì phải biết nhẫn nhục cúi luồn. Cụ Ba Đại dẫu chọn nghiệp văn chương nhưng vẫn mang họ Vũ. Cái cốt cách ngang tàng của hậu duệ thần gió đã khiến cụ không được lòng cả người trên lẫn kẻ dưới trong triều. Các vị đại thần lắm phen phải bầm gan tím ruột khi nghe những vần thơ châm biếm, những vần thơ đả động đến chuyện riêng tư không lấy gì làm tốt đẹp của các vị. Nghề đời, kẻ bẩn không thích thằng sạch, kẻ dở không thích thằng giỏi. Nếu thằng giỏi lại là cấp dưới của mình thì càng quá lắm. Chưa có cớ chính đáng để trả đũa, các vị đành nuốt giận, kiên nhẫn chờ đợi thời cơ. Và đây, thời cơ đã đến. Nhân tiết xuân, Hoàng thượng ngự giá cùng văn võ bá quan ra ngoài thành đi dạo. Giữa đất trời rộn ràng xuân sắc, vua cao hứng mở cuộc thi uống rượu, để thơ hơ. Vị tiến sĩ trẻ người non dạ trong lúc choáng choáng hơi men đã đọc bài thơ Tức Cảnh. Trong đó có hai câu thơ Thập Tải Luân Giao Cầu Cổ Kiếm, nhất sinh để thổ bái mai hoa. Lập tức, một vị đại thần bước ra, rũ áo, khom lưng, tâu thánh thượng cần nghiêm trị kẻ làm thơ phản nghịch. Tại sao trước mặt Đấng Chí Tôn mà hắn dám tuyên bố chỉ cúi đầu trước hoa mai? Thật là đại nghịch. Một vị khác theo chân, còn nữa, tâu thánh thượng, hắn là quan văn, hắn cầu cổ kiếm để làm gì nếu không phải là muốn làm loạn? Các vị còn lại đồng loạt nhào nhào đề nghị nghiêm trị. Tâu thánh thượng, vậy là cụ tổ bị lột hết mũ áo, bị đục tên khỏi vị tiến sĩ, bị tống ngục. Ngày giải cụ ra pháp trường, hoàng đế vốn tiếc tài năng của vị viên quan trẻ đã cho người thân tín đến quyến rũ. Nếu khanh chịu thành khẩn ăn năn, tội chết có thể miễn. Cụ tổ tôi vẫn khẳng khái vươn cổ chịu chém. Bức huyết thư cụ để lại cho vua có đoạn viết: thần chỉ có một cái đầu mà một tấm lòng son dâng lên hoàng thượng. Đời người ai cũng có một lần chết, máu của họ Vũ không thể bị bôi bẩn. Vợ con kẻ loạn thần được khai ân tha về quê quán. Và cụ cố tôi đã chào đời khi những giọt nước mắt tang tóc còn trơ ráo trên khuôn mặt người quá phụ trẻ vừa trải qua cơn ác mộng hãi hùng. Anh cả tôi, Vũ Đại Vũ, là sĩ quan quân đội. Anh cao lớn, khỏe mạnh, tinh thông cả 18 ban võ nghệ. Thời trẻ, anh từng suýt được chọn vào đội tuyển võ thuật quốc gia. Nhưng bố tôi phán giọng lạnh như băng: tao dạy võ cho mày để làm chiến binh, không phải để múa may trên sàn diễn. Vốn khí chất hiền lành, anh cả răm rắp tuân lệnh bố, chọn con đường binh nghiệp. Anh cần mẫn hoàn thành chức trách, thăng tiến đều đều. Bố tôi ưng bụng lắm, ông không bao giờ buông nửa lời khen. Nhưng mỗi lần nhìn anh, mắt bố tôi sáng rực đầy vẻ mãn nguyện. Anh thứ tôi, Vũ Đại Lộc, vốn không mấy con năng khiếu võ nghệ, sợ bố, anh cũng phải tập luyện cầm chừng. Nhưng võ công của anh gắng lắm cũng chỉ dừng ở mức tự vệ. Bố tôi thường lầm bầm: thằng này chắc rồi chẳng nên cơm cháo gì. Thi trượt 2 lần vào đại học quân sự, anh rụt rè xin bố cho thi trường kỹ thuật. Bố tôi không cản, ông chỉ thở dài: thôi tìm một nghề kiếm cơm cũng được, tao không cấm, nhưng đừng dính chuyện tranh danh đoạt lợi. Vậy là anh hai tôi sổ lồng. Anh vốn có máu mê kỹ thuật từ bé. Nói sang chuyện tôi, Vũ Đại Phong, là một đứa con hoang. Trong 3 anh em họ Vũ, tôi có duyên nợ nhiều nhất với chiếc roi mây của bố. Nếu không tin tưởng vào lòng trung thủy của người mẹ quá cố, hẳn bố có thể sẽ nghi ngờ tôi không phải họ Vũ. Nghe kể lại rằng, lúc bé, mỗi khi có chuyện tức giận, tôi lại nhắm mắt, há miệng gào đến tím tái cả người. Dữ như bố tôi cũng không thể bắt tôi nín được. Anh cả, anh hai phải thay phiên nhau dỗ dành hàng buổi mới êm. Tôi biết nói rất sớm, 10 tháng đã bập bẹ, đầy tuổi tôi đã nói được những câu ngắn. Không hiểu do mất mẹ sớm hay do tinh lực dồn cả lên miệng mà thân thể tôi ốm yếu, gầy còm, kém xa các anh. Thiên hạ gặp tôi vẫn trêu đùa: thằng này nướng 1 nửa thì sống, 2 nửa thì khét. Ở trường, tôi học không đến nỗi tồi, nhất là môn văn và những môn rách việc, theo cách gọi của bố tôi, như vẽ vời, hát hỏng. Khổ thay, không phải cái gì tôi cũng thông thái. Tôi có thể nhắm mắt đọc thuộc vanh vách bài thơ dài 20 câu, nhưng lại không thể nhớ nổi một bài quyền tứ trụ sơ đẳng mà bố tôi truyền thụ. Sau mấy buổi tập tành không đâu vào đâu, kèm thêm vài trận roi mây vô hiệu quả, bố tôi lắc đầu ngán ngầm: thôi, dẹp, hay kệ mày. Dù vẫn yêu tôi, một tình yêu xuất phát từ máu thịt, từ những thiệt thòi mà tuổi ấu thơ tôi phải chịu. Nhưng bố tôi hoàn toàn thất vọng. Dưới mắt bố, tôi là một thằng vô tích sự. Tôi thiếu những cái bố cần và có những cái bố không cần. Có thể đoán trước rằng bố tôi không đồng ý với quyết định của tôi, nhưng cơn tức giận của ông quả tình tôi chưa lường được. Nhìn tấm giấy báo tập trung để học tổng hợp văn, mặt bố tím lại. Ông gầm lên: không được, tao cấm. Nhưng thưa bố, nắm đấm bố tôi nện đánh uỳnh xuống bàn. Nội lực chân truyền của Vũ gia cộng với công phu khổ luyện 55 năm làm thớt gỗ lim 4 phân đứt toác. Giọng ông như dao chém đá, không nhưng nhị gì cả. Mày có thể đi làm thợ mộc, thợ nề, tao kệ. Nhưng con cháu họ Vũ không được dẫn thân vào nghề văn. Mày nghe rõ chưa? Thật vô lý quá thể. Tôi bật khóc, nhìn những giọt nước mắt của tôi. Bố dịu lại, ông thở dài, giọng buồn hẳn. Con ơi, con không biết rằng tai ương lớn nhất của Vũ gia đến từ nghiệp văn chương sao? Khi nhận được thư tôi, anh cả từ đồn biên phòng phía Bắc, anh hai từ thành phố phía Nam đều hộc tốc bay về. Hội nghị gia đình diễn ra sau bữa cơm tối. Nghe hai anh thay phiên vận động cho tôi, bố chỉ im lặng giết thuốc lào sòng sọc. Rồi ông đứng dậy vào buồng. Lát sau ông trở ra, áo the khăn xếp chỉnh tề, đến trước bàn thờ, thắp hương khấn vái. Chúng tôi nhìn nhau tái mét, cháy hết nửa tuần hương. Bố đứng dậy, tiếp đến tủ thờ. Ông mở khóa trịnh trọng lôi ra cái cháp sơn đen, đặt giữa bàn. Nắp cháp bật mở, bên dưới những văn từ ruộng đất, sắc phong vua ban, là một cuộn giấy gió ngả vàng. Bên trong chi chít cổ ngữ viết bằng mực tàu đen nhánh. Chúng mày đọc đi, không đọc được à? Vậy để tao đọc. Thật khủng khiếp, cứ như trên mây rớt xuống. Từ bé, chúng tôi chỉ thấy bố nai lưng làm lụng luyện võ, có nghe ông nói đến chuyện chữ nghĩa bao giờ. Vậy mà ông đọc nguyên bản Hán tự vanh vách, sau đó dịch nghĩa nôm. Hiện ra đó là bản di chúc của cụ Cố, đứa con trai thoát chết sau vụ oan án Vũ gia năm xưa. Di chúc có đoạn viết, họ Vũ phát tích từ dòng võ tướng, phải tiến thân bằng nghiệp võ, nếu theo nghiệp văn, tất bị tuyệt diệt. Hậu duệ kẻ nào dám trái lời sẽ bị thoát khỏi dòng tộc. Chúng mày còn gì để nói nữa không? Anh cả, anh hai im lặng. Rõ ràng các anh đã thua cuộc. Hốt nhiên, có ngọn gió giật lồng lên trong ngực tôi. Có thể là ngọn gió Lào rát bỏng tôi chót hớp phải lúc chào đời. Cũng có thể là ngọn gió bất khuất mà tổ tiên tôi, thần gió, đã truyền cho con cháu. Bố tôi, Vũ Đại Quyết, là con của thần gió. Nhưng tôi, Vũ Đại Phong, tôi cũng mang họ Vũ, cũng là con thần gió. Tôi đứng phắt dậy, giọng khàn khàn, thưa bố, tiền nhân không phải bao giờ cũng đúng. Ý con đã quyết, bố không cản được con đâu. Bố tôi lạnh lùng, vậy thì anh không còn là con cháu họ Vũ nữa. Chỉ tay ra phía cửa, ông gằn giọng, cút. Tôi vĩnh viễn không bao giờ còn gặp lại bố. Không bao giờ. Tôi lao theo cơn lốc cuộc đời, bị cuốn tròn vì quăng quật, tả tơi không còn manh giáp. Và khi gượng dậy được, chính tôi, thằng Vũ Đại Phong, cũng đã biến thành cơn lốc. Cơn lốc được tạo nên từ những ngọn gió Nam Lào rát bỏng, từ những ngọn gió bấc hun hút thấu xương. 4 năm vất vả ở trường đại học, tôi đã sống bằng cơm không phải của anh cả, mà của anh hai. Cái thằng rồi chẳng nên cơm cháo gì, như bố tôi thường gọi. Anh hai bây giờ là kỹ sư điện, thu nhập khá. Suốt 4 năm trời, anh phải cắn răng làm việc, không dám nghĩ đến chuyện vợ con, giấu giếm gửi tiền nuôi tôi ăn học. Anh cả thi thoảng mới gửi được $5 cho em tiêu vặt. Đồng lương lính chiến của anh xoay sở chừng ấy đã mệt. Còn bố tôi ư? Mỗi bận về thăm nhà, anh cả, anh hai thậm chí không dám nhắc đến tên tôi trước mặt bố. Bố tôi là một ngọn gió, không, là cả một trận cuồng phong. Trận cuồng phong ấy trên đường di chuyển sẵn sàng quăng quật, nghiến nát, không buông tha mọi vật cản. Hình như thằng Vũ Đại Phong, kẻ dám cãi lời bố, dám chống lại di huấn của tổ tiên, đã chết, đã không còn tồn tại trong mắt bố. Ngày ra trường, tôi có gửi thư kèm vỏ bản photo tấm bằng cử nhân cho bố, nhưng bưu điện đã gửi trả. Chiếc phong bì còn nguyên chưa bóc, lý do nhầm địa chỉ. Kể từ dạo ấy, bố tôi già đi, suy sụp hẳn. Không, tôi không còn giận bố. Ngày bố đuổi tôi ra khỏi nhà, quả tôi có giận. Cơn giận của nỗi đam mê tuổi trẻ vấp phải lực cản phi lý. Hay ít ra tôi, thằng tôi 18 tuổi, cho là phi lý. Nhưng khi cái thằng tôi đã đến tuổi nhĩ lập, đã nếm khá nhiều nỗi đau đời, thì những chuyện phi lý ngày nào bỗng trở nên hơi hơi có lý. Tôi đã vấp ngã, đứng lên, rồi lại vấp ngã. Những cú ngã ngửa choáng người, đau xé đến tận óc. Còn may, tôi chưa bị đưa ra pháp trường như cụ tổ họ. Mỗi lần ngã ngựa, tôi lại gượng đứng lên, tả tơi, thâm tím, nhưng vẫn sống. sống để khẳng định rằng tôi là con thần gió, sống để hiểu và thương bố tôi hơn. Vừa nhận tiền thưởng tác phẩm đoạt giải, tôi đến cơ quan xin nghỉ phép, rồi thu xếp đồ đạc vù ra ga. Tôi đã quyết định tôi phải về làng gió, không phải để vinh quy bái tổ, mà là để gặp bố, để thưa với bố rằng dẫu bố không thừa nhận tôi, thì tôi, thằng Vũ Đại Phong, vẫn là con của bố, vẫn còn giữ được cái đầu và chưa đến nỗi làm nhơ dòng máu những đứa con họ Vũ. Cậu bạn cùng cơ quan đuổi kịp tôi ở sân ga, chia ra bức điện khẩn. Bức điện vẻn vẹn mấy từ: bố mất, em về gấp. Chiều bên nấm mồ mới đắp, ngọn lửa cháy bập bùng soi rõ từng đường nét khắc khổ trên khuôn mặt ba anh em nhà Vũ. Đại anh cả tôi chợt có cử chỉ lạ. Anh nghiêng người, đưa tay lên cổ, nhẹ nhàng gỡ đôi quân hàm 4 sao 2 vạch trên ve áo. Anh nâng niu, cẩn trọng, sau đó đột ngột ném chúng vào lửa. Anh Hai Bứt dứt cũng mở cặp tháp, lôi ra tập luận án phó tiến sĩ. Đến lượt tôi ném vào lửa cuốn tiểu thuyết vừa được giải. Cuốn tiểu thuyết có nhan đề những bài ca của gió. Ngọn lửa chợt bùng lên, bốc cao trong buổi chiều nghĩa trang ảm đạm. Gió từ đâu ùa về, cuốn tung từng cột khói lên cao, cao mãi. Bất giác, chúng tôi đứng cả dậy, ngước mắt lên trời. Sau những lượn gió chập chờn, rõ ràng tôi nhìn thấy bố tôi nhìn thấy ông tôi nhìn thấy tất cả những bậc tiền hiền của Vũ gia đang tựu tề, đồng thanh cất cao bản hùng ca của gió. Vâng, kính thưa quý vị, và bài chia sẻ của sách nói Minh Triết xin được kết thúc tại đây. Hy vọng thông qua những chia sẻ này, quý vị sẽ có thêm cho mình những thông tin và cái nhìn bổ ích về cuộc sống và con người. Nếu quý vị thấy video hay và ý nghĩa, xin hãy cho chúng tôi một like, một chia sẻ, và đừng quên nhấn đăng ký kênh để có thể lắng nghe thêm nhiều thông tin hữu ích hơn nữa. Quý vị nhé! Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong video tiếp theo của sách nói Minh Triết.